Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cướp biển, Việt Nam dọn bãi. Trong khi truyền thông Campuchia cho hay Bộ Ngoại giao Campuchia vừa gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu dỡ bỏ các lán trại dọc biên giới đã dựng trong khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, thì ngoài ở Biển Đông, tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đưa tin Trung Quốc vừa thu hoạch 1,5 tấn rau tại căn cứ quân sự lớn nhất của mình ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán chưa tới hồi kết thúc, thì biên giới và hải đảo đất liền của Việt Nam liên tiếp dậy sóng và chịu sức ép từ hai gọng kìm. Vào cuối tháng trước, Campuchia đã yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ các chốt kiểm soát trong khu vực trắng, tức là khu vực tranh chấp chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai nước, sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Khanda của Campuchia. Sau khi giới hữu trách của Campuchia phát hiện nhiều lán trại của Việt Nam nằm trong khu vực tranh chấp này. Đây là hình ảnh một chốt phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Bộ đội Biên phòng Long An nằm giữa cánh đồng thuộc xã Bình Hiệp. Các lán trại mà Campuchia đề cập đến là các chốt kiểm soát mà Biên phòng Việt Nam dựng lên gần đây để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo truyền thông của Việt Nam, từ 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3 năm 2020, Vương quốc Campuchia đã tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam. Còn Việt Nam bắt đầu áp dụng lệnh tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới theo cửa khẩu và đường mòn lối mở với Campuchia kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Hàng loạt các chốt kiểm soát đã được dựng lên dọc biên giới hai nước để kiểm soát người qua lại giữa hai nước. Sau khi cuộc hội đàm ở cấp tỉnh, Biên phòng Việt Nam cho biết là họ sẽ buộc phải gỡ bỏ lán trại. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3 lán được dỡ bỏ, còn lại phần lớn đó là 28 lán vẫn tồn tại trong khu vực này, theo tờ báo Khmer Time. Chính phủ Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho chính phủ Việt Nam vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Tờ báo Khmer Time của Campuchia đã dẫn lời ông Wak Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Campuchia, cho biết như vậy. Quan chức Campuchia cũng cho hay nội dung công hàm này yêu cầu Việt Nam phải lập tức dỡ bỏ tất cả các lán trại. Trung tướng Len Perom, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biên phòng Campuchia, nói chủ trương của Campuchia là cố gắng kiềm chế giải pháp hòa bình với các nước láng giềng, không sử dụng vũ lực để tránh tạo ra căng thẳng, bao gồm giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tiến hành đàm phán. Gần đây, các bạn cũng đã biết, Trung Quốc liên tục viện trợ quân sự bằng các vũ khí khí tài hết sức hiện đại cho Campuchia và tập trận chung với Campuchia nhằm gây sức ép với Việt Nam. Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới dài 1.270 km. Sau nhiều vụ đụng độ ở biên giới, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định ranh giới trong những năm gần đây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen cầm trên tay văn kiện pháp lý ghi nhận thành công công tác phân định biên giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam và Campuchia đã ký văn kiện để giải quyết vấn đề cắm mốc biên giới. Đây là lần đầu tiên có văn kiện pháp lý ghi nhận biên giới giữa hai nước. Các văn kiện đã phê chuẩn tới 84% công việc phân định biên giới hoàn thành giữa hai quốc gia. Trong gần nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành nhiều đợt đàm phán, ký kết được nhiều văn kiện pháp lý để ghi nhận thành quả giải quyết biên giới giữa hai nước. Đường biên giới trên đất liền của Việt Nam và Campuchia đã được hoạch định trong Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27 tháng 12 năm 1985 và Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 10 tháng 10 năm 2005. Trên cơ sở hai hiệp định này, Việt Nam và Campuchia đã triển khai công tác phân giới, cắm mốc, biên giới trên đất liền từ đầu năm 1986. Tính đến tháng 12 năm 2018, hai bên đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới, cắm mốc và kết quả này đã được hai bên chính thức pháp lý hóa trong sự kiện ngày 5 tháng 10 năm 2019 đã nêu trên. Dự kiến đến cuối tháng 6 tới đây, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ nhất sẽ được tổ chức kỷ niệm 43 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chương trình dự kiến sẽ có sự tham gia của những lãnh đạo cấp cao của hai nước của Việt Nam và Campuchia, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các tỉnh thuộc địa bàn quân khu 7,
đây là sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa hai biên giới, giúp cho nhân dân hai nước có thêm cơ hội để giao lưu văn hóa, dân tộc và hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia những năm gần đây gặp nhiều trắc trở bởi yếu tố Trung Quốc xen vào và ngày càng mở rộng. Đây là hình ảnh quang cảnh lễ khai mạc cuộc tập trận Rồng Vàng vào năm 2020 giữa Campuchia và Trung Quốc vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020 tại thao trường Kampot, cách thủ đô Phnom Penh vào khoảng 150 km về phía Tây Nam. Hơn 4 thập niên sau khi Việt Nam đánh bại và lật đổ chế độ Khmer Đỏ, rồi đưa đảng của ông Hun Sen, Đảng Nhân dân Campuchia, lên cầm quyền, quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em từng đồng hành với nhau qua các giai đoạn lịch sử nay không còn gắn bó như trước. Mối quan hệ đã trở nên phức tạp, phần lớn do Campuchia ngày càng xích lại gần cái nước đang có tranh chấp với chủ quyền lãnh thổ Việt Nam là Trung Quốc, và hiện nay tại Biển Đông đã liên tục diễn ra các vụ căng thẳng. Campuchia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc về nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, quốc phòng. Căng thẳng cho quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia càng tăng cao sau khi 4 tàu chiến của Trung Quốc cập cảng ở Sihanouk. Thủ tướng Hun Sen thì thực hiện nhiều chuyến thăm Bắc Kinh trong những năm qua, và đặc biệt là cuộc Trung Quốc và Campuchia được tổ chức nhằm răn đe Việt Nam. Và giữa tháng 3 vừa qua, bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, gần 3.000 binh sĩ Campuchia cùng với 6 trực thăng, 9 xe tăng và 12 xe bọc thép chiến đấu tập trận lớn với Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc đã huy động 265 binh sĩ, 6 trực thăng, 9 xe bọc thép và nhiều vũ khí hạng nặng khác cho cuộc tập trận này. Đây là cuộc tập trận chung mang tên Rồng Vàng lần thứ tư giữa Campuchia và Trung Quốc trên khu vực diễn tập có diện tích tới 10.000 hecta. Các chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia đang có nguy cơ tan vỡ, tùy thuộc vào cách Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Phnom Penh và cách đáp ứng của Campuchia trước áp lực này. Trong khi biên giới đất liền có hoạt động thì ngoài Biển Đông, Trung Quốc đã huênh hoang với chiến thắng to lớn khi thu hoạch lần đầu tiên được 1,5 tấn rau tại căn cứ quân sự lớn nhất của mình ở đảo Phú Lâm. Đây là hình ảnh đảo Phú Lâm của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo trái phép. Trung Quốc coi đây là một thành công lớn trong cuộc chiến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, là vì theo công ước của Hiệp ước Quốc tế về luật biển UNCLOS, những nơi duy trì được khả năng cư trú của con người, có nền kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào nhập khẩu từ bên ngoài thì đủ điều kiện để trở thành đảo chính thức. Hiện nay cũng không có căn cứ quân sự đảo nhân tạo nào của Trung Quốc trên Biển Đông đáp ứng tiêu chuẩn trên. Vì vậy, tất cả các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng nhằm khẳng định chủ quyền đều bị cho là đá hoặc các thực thể phi đảo trong phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực vào năm 2016. Và việc biến các đảo nhân tạo thành đảo chính thức là vấn đề lâu nay của Bắc Kinh, vì tất cả các khu định cư mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông đều thiếu nước ngọt và đất trồng trọt. Đây là hình ảnh vệ tinh của CSIS chụp vào ngày 16 tháng 6 năm 2017 cho thấy nhiều công trình quân sự của Trung Quốc xây dựng trên đảo đá chữ thập. Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng các nhà kính và mang đất đai màu mỡ từ đất liền đến, nhưng cho tới gần đây đều thất bại trong kế hoạch tự túc lương thực cho các căn cứ trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đá chữ thập ở Trường Sa. Dự án canh tác trên nền cát của đảo Phú Lâm là một dự án của quân đội Trung Quốc phối hợp với một trường đại học nghiên cứu hàng đầu của nước này, Đại học Giao thông Trùng Khánh. Theo tờ báo Trung Quốc, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc biến cát thành đất màu để tạo môi trường màu mỡ cho thảm thực vật, mở đường cho nông nghiệp với khả năng tự cung tự cấp trên các đảo đá mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền xung đột với các nước khác. Theo đài Á Châu Tự Do EFA, ngoài trồng trọt, Bắc Kinh cũng đã nỗ lực việc xây dựng khả năng sản xuất điện và lọc nước biển thành nước ngọt, triển khai một loạt các ưu đãi như cấp nhà ở, trợ cấp để thu hút người dân đến sống trên các đảo tranh chấp này. Từ năm 2015, hình ảnh vệ tinh của công ty Digital Global công bố cho thấy Trung Quốc đang mở rộng hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đường băng cũ trên đảo Phú Lâm đã được thay bằng một đường băng mới, dài và hiện đại hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh Trung Quốc xây dựng cơ sở và đường băng phi pháp trên đá vành khăn tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Theo từ điển Bách Khoa Mở, đảo Phú Lâm qua khảo sát của thủy binh nhà Nguyễn thế kỷ thứ 19, với tên gọi là Cồn Bạch Sa, có chu vi tự nhiên là khoảng 1.070 trượng, tức là tương đương khoảng 5,03 km2, và cũng từng hợp với quy mô và diện tích 1,5 km2,
chiều dài 1,7 km, chiều ngang 1,2 km, dạng tròn vỏ ốc, chu vi khoảng 5 km. Theo số liệu của Việt Nam kế thừa từ thời Pháp thuộc. Đường băng của đảo Phú Lâm dài khoảng 2.300 m trước khi Bắc Kinh tiến hành nâng cấp vào năm 2014. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang mở rộng đường băng này để đạt độ dài khoảng 3.000 m. Theo ảnh vệ tinh, tới năm 2005, Trung Quốc đã dùng đất xây dựng đường băng trên cùng với đường nối từ đảo Phú Lâm ra tới đảo Đá. Tổng diện tích đảo lên tới khoảng 2,1 km². Tới tháng 10 năm 2014, Trung Quốc kéo dài đường băng sân bay tới độ dài là 2,74 km sau khi đã hoàn thành. Mở rộng Âu Bến Cảng phía đông và cơi nới cạp đất với khối lượng rất lớn phía bắc đảo cùng vùng hành lang mặt biển đông bắc kẹp giữa đường kè nối với đảo Đá và phần bắc của sân bay. Tới năm 2018, tổng diện tích đảo Phú Lâm kết hợp với đảo Đá thành một đảo duy nhất lên tới khoảng 3,18 km². Trong đó diện tích đất tự nhiên riêng đảo Đá chỉ khoảng có 0,06 km². Và diện tích tự nhiên nguyên thủy của đảo Phú Lâm chỉ khoảng 1,5 km² mà thôi. Tuy nhiên, với diện tích sau khi hoàn thành xong việc cơi nới đảo, Phú Lâm vốn là đảo tự nhiên lớn nhất của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì nay với khoảng 3,18 km² đã trở thành đảo lớn thứ ba về diện tích trong tất cả các đảo đá tự nhiên lẫn nhân tạo của hai quần đảo này. Nhỏ hơn với hai đảo hoàn toàn nhân tạo ở đảo Trường Sa mà Trung Quốc bồi đắp trên các vành khăn và đá Subi. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất điêu đứng vì nhiều khó khăn cùng ập đến một lúc. Một mặt họ vừa phải tiếp tục chống dịch viêm phổi Vũ Hán, vừa phải vực dậy nền kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng sau thời gian dài cách ly. Mặt khác, họ lại đang phải chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới với những cuộc tranh giành quyền lực căng thẳng ở sau hậu trường. Tại các vùng biên giới, đất liền và hải đảo thì Việt Nam đều bị cả Trung Quốc và Campuchia đồng loạt gây sức ép nặng nề. Đây quả là một thử thách quá sức với nhà cầm quyền Hà Nội khi người đứng đầu đất nước đã quá già yếu mà lại say mê với thứ lý tưởng, ảo tưởng, thuyết chủ nghĩa xã hội đầy đau thương. Một tương lai bất định đang chờ đợi các lãnh đạo tại Ba Đình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc cướp biển, Việt Nam dọn bãi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.